chồng sắp cưới của Tú Anh, nếu Văn Mai Hương được mời dự cưới hãy trân thiệp mời ra. Gia Lộc khẳng định anh và gia đình không ai mời bạn gái cũ Văn Mai Hương đến dự đám cưới của anh và Á hậu Tú Anh. Chỉ còn vài ngày nữa, đám cưới của Á hậu Tú Anh và ông xã thiếu gia Hà Thành sẽ được tổ chức. Tuy nhiên, những ngày này, cư dân mạng lại có dịp bàn tán trên mạng xã hội liên quan tới bạn gái cũ Văn Mai Hương cũng không kém. Nhiều người thắc mắc liệu Văn Mai Hương có được người yêu cũ, cũng như gia đình người yêu cũ mời tới dự đám cưới hay không. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Trước những ồn ào từ phía dư luận, mới đây người yêu cũ của Văn Mai Hương và cũng là chồng sắp cưới của hậu Tú Anh đã chính thức lên tiếng ngay trên chính Facebook cá nhân của vợ sắp cưới. Anh khẳng định mình và gia đình không ai mời Văn Mai Hương đến tham dự đám cưới của anh. Mình viết như thế này cho các bạn hiểu vậy. Phía nhà mình cũng không ai mời Hương và đây là sự đính chính của mình và thay mặt từ phía nhà mình. Còn nếu Hương luôn lôi mình ra làm công cụ PR sản phẩm thì mình cũng không biết phải nói gì hơn vì cũng đã từng một lần rồi. Bạn trai cũ của Văn Mai Hương lên tiếng bên khẳng định không mời bạn gái cũ tham dự đám cưới. Đồng thời chồng sắp cưới của hậu Tú Anh cũng lên tiếng bên vực Tú Anh về những phát ngôn gây tranh cãi với anti-fan về vấn đề được cho là liên quan đến bạn gái cũ trong những ngày qua. Vốn dĩ người yêu mình cũng là con gái, là phụ nữ có những cái nóng bực nhất định. Vì là người công chúng thì sẽ bị để ý nhiều hơn. Nhưng các bạn cũng nên nhìn nhận từ hai phía. Nếu nhà mình mời Hương đi ăn cưới, chắc chắn mình sẽ xin lỗi vì làm người yêu và là vợ tương lai của mình bị tổn thương không đáng có. Nhưng trong trường hợp Hương không phải được lòng nhà mình hoàn toàn và nhà mình cũng hiểu được rằng mời người yêu cũ đến đám cưới là không hay gì cả, nên tại sao mọi người không hiểu là chuyện đó không thể xảy ra. Bịa chuyện hay không mình không nói, nhưng tính xác thực của thông tin là không có mà các bạn có những comment bất lịch sự kinh khủng. Nếu có mời từ phía nhà mình thì Hương cứ cho mình ảnh thiệp mời, mình chắc chắn sẽ có lời giải đáp hợp lý với mọi người, chứ không phải im lặng để vợ mình bị nói mãi được, Gia Lộc viết. Thời còn yêu nhau được biết Văn Mai Hương rất được lòng mẹ của bạn trai cũ.